Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Trong video ngày hôm nay, tôi xin mời quý bạn và các vị cùng tìm hiểu về gỗ mít là gỗ gì, thuộc nhóm mấy và gỗ mít có tốt không. Thì mít là loại cây quen thuộc trong mỗi làng quê Việt Nam từ xưa đến nay. Tuy nhiên thì nhiều người chỉ biết đây là loại cây ăn quả mà không hề biết đến giá trị kinh tế của nó. Vậy cây mít là loại cây như thế nào? Gỗ mít có đặc điểm ra sao? Ứng dụng của gỗ mít trong đời sống của con người? Tất cả những câu hỏi được các bạn đưa ra thì sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây. Đây là nguồn tài liệu quan trọng cho những người muốn sử dụng gỗ mít làm đồ nội thất trong nhà. Cây mít thì thuộc họ thực vật Moraceae, họ dâu tằm và ở Việt Nam thì được xem là cây ăn quả phổ biến trên khắp cả nước. Tuy nhiên cây mít thì không phải là loại cây xuất xứ từ nước ta mà quê hương của nó là ở Nam Ấn Độ, nơi nhiệt độ và lượng mưa cũng giống như ở miền Nam Việt Nam. Trồng nhiều mít nhất thì cũng là các nước Đông Nam Á, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ hay là Bangladesh. Cây mít là cây cảnh trái, thân gỗ nhỏ và thường được trồng ở ngoài trời. Bạn có thể trồng mít ở hầu hết các nơi, kể cả những vùng đất nghèo dinh dưỡng. Trong thực tế thì người dân thường chọn vị trí trồng mít ở những nơi khô ráo, thoát nước tốt, không bị ngập úng, kéo dài, có đủ nước để tưới cây mít sinh trưởng. Mít không chỉ đơn thuần là cây ăn quả mà nó còn có rất nhiều vai trò trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là những điều cần biết về loại cây mít này. Về thân cây mít thì cao từ 10 đến 30 mét, vỏ dày, màu xám sẫm, phân nhiều cành, tán lá rộng 5 đến 10 mét. Các cây mít có kích thước nhỏ thì có đường kính gốc từ 10cm đến 2cm, 20cm. Cây mít trung bình thì đường kính gốc từ 20cm đến 30cm. Cây mít lớn đường kính gốc trên 30cm. Cành mít thì thân cây mít được chia thành nhiều cấp cành, cành non có lông và lép vòng lá kèm. Chính các cành quyết định kích thước của tán lá, cây có càng nhiều cành thì chứng tỏ cây có sự sinh trưởng và phát triển tốt. Lá mít thì lá đơn, mọc cách phiến lá dày, hình trái xoan, rộng hay trứng ngược, dài 7 đến 15cm. Đầu có mũi tù ngắn, mép lá nguyên. Ở những cây non thì thường chia làm ba thùy, mặt trên màu lục đậm bóng, cuống lá dài từ 1 đến 2,5cm, lá kèm lớn dính thành mo ôm cành sớm rụng. Từ xa xưa đến nay thì lá mít có địa vị đặc biệt, dùng để lót oản cúng Phật và còn được dùng để gói thuốc Lào truyền thống. Hoa mít thì là cây có hoa đơn tính cùng gốc, với các hoa đơn tính của hai giới thì đều có mặt trên cùng một cây. Các cụm hoa sinh ra trên thân hay các cành chính, các hoa đực thành bung đuôi sóc. Cụm hoa đực dài gồm nhiều hoa, có lông tơ mềm, lá bắc hình khiên, ba hoa hình ống gồm hai cánh dính nhau ở đỉnh. Cụm hoa cái bầu hình bầu dục ngay trên thân hoặc các cành già. Các hoa cái nhỏ màu hơi xanh lục mọc thành các cụm hoa ngắn, nhiều thịt trên một phần đế hoa lồi, bầu nhị nhượng. Sau khi thụ phấn thì chúng phát triển thành quả tụ, có thể rất lớn gồm nhiều quả bé hợp thành. Quả mít thì thông thường mít sẽ ra quả sau 3 năm tuổi, và quả của nó thuộc loại quả phức ăn được. Hình bầu dục kích thước là 30 đến 60cm. Mít ra quả vào khoảng giữa mùa xuân, chín vào giữa cuối mùa hè, tháng 7 tháng 8. Nó là một loại quả ngọt rất được ưa chuộng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Hạt mít thì hạt mít có bên trong quả phát triển thật đầy đủ. Hạt có hình dạng thuôn dài từ 2 đến 4cm, rộng từ 1,5 đến 3cm. Hạt không có nội nhũ mà chỉ có hai lá đài. Trong hạt có chứa nhiều dinh dưỡng, chủ yếu là chất bộ, có thể dùng như một loại hạt lương thực để nấu ăn trực tiếp hoặc chế biến thành các cách khác nhau. Mít sấy khô làm mứt. Các món ăn được chế biến từ mít thì được mọi người rất ưa chuộng, như là gỏi mít, canh mít, hạt mít rang, mít luộc, hạt nảy mầm khỏe và cách để nhân giống chủ yếu. Nói chung mít là loại cây ưa khí hậu nóng và mưa nhiều, rất được thích hợp với khí hậu nước ta. Đây là loại cây ít sâu bệnh nên người trồng không phải bỏ nhiều thời gian và công sức để chăm sóc. Bên cạnh đó thì cũng không nên bỏ qua ảnh hưởng tốt của mít đến môi trường, do cây to, cao, sống lâu, chịu hạn, chịu nắng tốt, tán lá dày, xanh quanh năm. Bóng râm có giá trị cải thiện môi trường cao, đặc biệt là ở nông thôn, mùa nắng giữa các ruộng lúa thiếu quang cây. Gỗ của cây mít thì thuộc nhóm 4 trong bảng phân loại các nhóm gỗ Việt Nam. Gỗ mít lại có màu vàng sang, khi để lâu thì có màu sẫm đỏ, rất phù hợp để làm bàn thờ. Vì gỗ mít có mùi thơm nhẹ, hương của nó cũng có phần nào gần là mùi trầm. Vân gỗ không nhiều nhưng thớ và chất gỗ rất mịn. Mật độ mạch trong gỗ sớm cao hơn gỗ muộn. Nhu mô trong mạch thì dễ trông thấy nên rất thích hợp để dùng làm bàn thờ. Gỗ mít là một loại gỗ tốt, đem đến giá trị kinh tế cao cho con người, dễ tìm, phổ biến. Gỗ mít thì dễ tìm và cây mít ở nước ta gần như vùng quê nông thôn nào cũng có, thậm chí có nhà trồng được theo vườn diện tích lớn để vừa thu quả vừa lấy gỗ. Thời xưa thì có những gia đình có chức sắc, quyền quý giàu mới có thể sử dụng được các đồ thờ bằng gỗ mít, nên loại gỗ này biểu tượng cho sự giàu sang trọng và phú quý của gia đình. Tuy nhiên thì ngày nay thì do sự khai thác quá mức và tốc độ sinh trưởng của cây mít khá chậm nên là gỗ mít thì ngày càng cũng trở nên là khá hiếm hoi và giá cả mà từ đó cũng tăng theo. Gỗ mít thì rất bền với thời gian, có một điểm khá hay và tâm gỗ mít được trồng tại Việt Nam thì thường có tâm gỗ rất nhỏ so với các loại gỗ khác. Hiện nay trên thị trường thì có gỗ mít Lào được nhập khẩu, qua thực tế thì thấy gỗ có tâm to hơn và chất gỗ không đẹp bằng gỗ mít được trồng tại Việt Nam.
Cây gỗ mít trồng tại Việt Nam thì thường lớn lên cây không thẳng hay bị cong và có tiết diện nhỏ hơn các cây trồng khác như là lim hay trò. Ứng dụng của gỗ mít trong cuộc sống của con người thì gỗ mít được dùng khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên thì gỗ mít lại không được biết đến nhiều như các loại gỗ khác. Dưới đây thì là một vài ứng dụng cơ bản của gỗ mít. Gỗ mít thường được sử dụng rộng rãi trong việc tặng tượng Phật nói riêng và tượng thờ nói chung. Nguyên nhân là vì loại gỗ này chống mối mọt và không hề chịu nhiều tác động của nước. Gỗ mít còn được dùng rất nhiều trong việc làm bàn thờ, nhất là thời xưa. Theo quan niệm thì bàn thờ tổ tiên luôn gợi lên một chiều sâu tâm linh, cây có gốc, nước có nguồn, vừa nhân bản vừa vun đắp truyền thống, đồng thời là niềm tự hào của gia chủ tổ tiên về cách dạy con cháu. Chính vì vậy gỗ mít thì vừa thể hiện sự sum vầy của con cháu, lại nói lên sự giàu sang đủ đầy. Qua những thông tin nêu trên thì có lẽ quý vị đã trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết về gỗ mít. Hiện nay thì gỗ mít không còn quá phổ biến trong việc thiết kế đồ nội thất vì số lượng còn quá ít dẫn đến giá thành đắt đỏ, nhưng nó vẫn có một ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người Việt Nam.